Rồi, xin chào các bạn ha, chúc các bạn cô chú anh chị được sức khỏe ha. Mấy nay mình cũng ít lên clip ha các bạn. Rồi, cây này mã số 1 nha các bạn, đổ nha. Để các bạn xem kỹ cái cây ha. Thì nói chung cái này sâm hương nha các bạn. Thì tai tàn mình làm cũng sẵn hết rồi, mấy bạn chỉ việc về chăm thôi ha. Là nó đặt 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 kín kín mâm hết nha các bạn nè. Các bạn xem kỹ ha. Ồ, kỹ cây ha các bạn, đổ quái nha các bạn. Đổ nha. Thì nói chung cái thân nó bự hơn cái viết bích này nha các bạn nè, cái thân nó nè, mấy bạn xem so sánh này ha, nó bự nha, bự hơn cái viết bích này nha, thân này bự hơn nha. Ồ, mấy bạn xem ha, cây này thì mình giao lưu với bạn là 300k ha, 300k mình bán đây là không có bao tiền ship nha các bạn. Nó cái chậu hết 150 nha các bạn, cái chậu hết 150 ha, 300k mình bán không có bao tiền ship nha các bạn. Đổ cây đổ nha các bạn, sâm hương nha, mấy bạn về nuôi là nó đạt luôn nha các bạn. Thì nó mình đã chia mâm hết rồi, mấy bạn cắt rút mâm 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 từng 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 hết ha. Mấy bạn nuôi gì đi rồi mấy bạn từ từ tháo kẽm ha. Mấy bạn ngọn ngùng nè ha. Đó, bạn xem ha, về có cái đôm đẹp đẹp mấy bạn để vô ha. 300k nha các bạn, mình bán này không có bao tiền ship ha. Rồi mình qua mã nha các bạn. Mã số 2 cũng cây đổ nữa các bạn ơi, sâm hương luôn nha. Sâm hương này thì nó là sâm hương Đài Loan nha các bạn. Sâm hương Đài Loan nha các bạn. Cây này đổ cũng quái lắm mà nha. Nè các bạn xem kỹ nha, thì cây này to hơn cái cây nãy nha các bạn. Cây này thì đẹp hơn nha, cái cây này nó đổ cũng gắt lắm nha, quái lắm nha. Nè các bạn xem nè ha. Cái chậu nó hết cũng trăm mấy nha các bạn ơi. Thì nói chung cái cây này thì mình bán với bạn là 320k ha, 320k mình bán đây là không có bao tiền ship nha các bạn. Đó, bạn xem kỹ lên ha, kỹ cây ha. Thì nói chung cái này thì nó bự bằng cái thân này, bự bằng muốn bằng cái đầu nhỏ chiếc lông nè các bạn nè, cái thân đó ha, cái thân nó bự muốn bằng cái đầu nhỏ chiếc lông nha các bạn. Đó, bạn xem ha, đổ quái lắm nha, cây khỏe hết nha các bạn, bao mạnh ha. Nói chung dòng sâm hương này thì nó cũng dễ nha các bạn. Mình cũng chia sẵn hết rồi nè, mấy bạn về mấy bạn chỉ việc chăm thôi, bạn cắt mâm 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 là mấy bạn chơi ha, có cái đôm mấy bạn để lên ha. Thì cái chậu này cũng chậu tàu hết rồi mấy bạn ơi, chậu đẹp hết rồi, mấy bạn về chỉ việc chăm rồi cà phê thôi ha. Thì cây này mình bán các bạn là 320k ha, mình bán ở đây là không có bao tiền ship nha các bạn. Thì cây đổ thì nói chung nó cũng là lạ mắt hơn mấy bạn ơi. Rồi mình qua mã ha các bạn. Này mã số 2 nha các bạn. Mã số 2 ha. 320k, cây này to lắm nha các bạn. Các bạn xem nè ha. Đổ quái lắm ha. Thì bạn về chăm cái những cái mâm này mình cũng chia sẵn sẵn hết rồi, mấy bạn về chỉ việc chăm mà rút 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 lại là nó đẹp cái cây rồi ha. Rồi giờ lên mấy bạn một cây giấy mấy bạn ơi. Giấy ghép cẩm thạch ha. Giấy ghép cẩm thạch ha các bạn. Thì nói chung mấy nay mình cũng không có đi mua cây rồi các bạn ơi. Giấy ghép cẩm thạch ha. To nha các bạn. Nè các bạn hình dung ha. Nó bự hơn cái viết bích này nha các bạn nè. Các bạn hình dung ha. Nó bự nha. Nó bự hơn cái đầu viết bích xanh này nữa các bạn ơi. Thì giấy cẩm thạch này mình bán với bạn là 170k ha. 170k. Mình bán đây không có bao tiền ship nha các bạn. Nè các bạn về các bạn bẻ cái này là cho nó hồi về nè các bạn nè. Nè các bạn hồi về ha. Rồi mấy bạn đi kẽm ngọn ha. Cái kia cái này mấy bạn bẻ về đây. Thì nó dẻo lắm mấy bạn, về mấy bạn bạn bẻ lại ha. Đi kẽm rồi ha, lá cẩm thạch nha các bạn. Cây khỏe nha, bao khỏe nha. Đó, nói chung chậu trùng đồ sẵn hết luôn nha các bạn. Chậu đồ sẵn hết luôn rồi ha, cứ gì về là chăm thôi. Rồi qua mã luôn nha các bạn. Rồi mã số 4 cây dúi các bạn ơi. Hoàng Anh Mộc các bạn. Bạn xem ha. Thì nói chung nó cũng to nha. Hoàng Anh Mộc các bạn ơi. Bạn xem ha. Thì nói chung nó bự nè, nó bự mà muốn bằng cái đầu viết lông nha các bạn. Thì nó cao khoảng 30 nha các bạn ơi. Thì những cái mâm đồ mình cũng rút nó hết à.
cắt truyền không nha các bạn, cắt giật không ha, không có còn cong kẽm cùng vậy nha các bạn. Ồ, nó lắc cũng điệu nghệ đó các bạn ơi nè, thấy không, nó lắc ha, rễ cũng quái ha, mình chừa nhánh nhỏ đó mấy bạn, mốt làm cây tử cũng được ha, làm nhánh tử lên nhẹ thôi cũng được ha. Ồ, cây này thì mình bán các bạn 170k luôn ha, chậu trùng đồ sẵn rồi mấy bạn, chỉ việc về chăm thôi, gút nó cắt chèn, cắt chèn nó riết là nó mâm mà nó kiểu nó đẹp lắm mấy bạn ơi. Thì dúi này cắt riết cái lá nó càng nhỏ ha. Ồ, nó bự nha các bạn. Rồi mình qua mã luôn các bạn, mã số 4 ha, 170k luôn nha các bạn. Ồ, cắt chèn không, không còn ông dây kẽm đâu nha các bạn, cắt gút, cắt gút không ha. Rồi lên cây sâm hương nữa nè các bạn ơi, mã này mã số 5 ha, thì cái độ quái của nó nè mấy bạn thấy nè ha, nó quái dị lắm nha các bạn, bạn xem kỹ cây ha. Thì cây này to ha, để chút mình để cái viết lông vô cho các bạn xem ha, độ co lắc của nó là nó chung quái ha. Nè nó muốn bằng, nó bằng cái đầu nhỏ viết lông nè các bạn thấy ha, nè nó bự hơn luôn nha, nó bự hơn đầu nhỏ viết lông chút nha, đầu nhỏ của cây viết lông nè các bạn, nó bự nè. Ồ, bạn so sánh ha, thì nè bạn xem cho kỹ ha, nó mình cũng đi mâm nó lại hết rồi, mấy bạn về nuôi lúc nữa thôi các bạn gút ha, cắt gút ha, độ quái nó đã lắm mấy bạn ơi. Nè rễ nè, chậu trùng đồ sẵn hết rồi, mấy bạn chỉ việc về để bàn ha, cà phê gì là ok ha. Cái này mình bán các bạn là 160k ha, 160k mình bán đây, không có bao tiền ship nha các bạn, 160k nha các bạn, chậu trùng đồ sẵn hết rồi. Ồ, rồi mình qua mã luôn các bạn ơi, cái này sâm hương nha các bạn, sâm hương nha. Đó, bây giờ có một cặp sâm hương mini nữa nè các bạn ơi, nó ôm cục đá ha, nó ôm cục đá các bạn. Đó, đá đỏ ha, thì nó chung cặp ha các bạn, nó hụt mini nhỏ rồi nha các bạn, đừng nó nhỏ nhỏ ha các bạn, thì cũng nhỏ xíu ha. Đó, nó ôm cục đá các bạn, ôm cục đá đỏ ha. Thì mấy bạn về chỉ việc chăm, cắt gút cho mâm kính nó lại là ngon lành ha. Ôm cục đá đỏ các bạn ơi. Đó, hiện cặp này mình giao lưu mấy bạn là 150k ha, 150k mình bán đây là không có bao tiền ship nha các bạn, sâm hương nha các bạn, cái lá nó rất thơm nha mấy bạn, đụng đụng vô nó thơm ha. Ồ, thì mình cặp nha các bạn, hai cây 150k ha, nó nhỏ nha các bạn, thì mình để cái viết bích vô nè, nè các bạn so sánh ha, nó nhỏ, nó bằng cái đầu nhỏ với bích chút ha. Ồ, này các bạn so sánh ha, thì nó cao nè, cao bằng cái viết nha các bạn. Ồ, nhỏ ha, 150k cặp này luôn nha các bạn, sâm hương nha, ôm cục đá nè các bạn thấy ha, này rễ này mình để nó vô luôn trong cái lỗ luôn ha. Ồ, 150k các bạn ơi. Rồi qua mã ha, mã này là cây sâm núi trái các bạn, không biết, nói chung là không biết bông trái nha, thì nói chung cái cây này là cây khai thác nè các bạn, thì mình lúc đó mình cũng chim để tính nuôi lại, nhưng mà mấy nay mình đi không có đi mua cây được, thôi mình lôi nó ra mình bán luôn rồi các bạn. Ồ, thì các bạn xem ha, già nua lắm rồi các bạn ơi, đó cắt, cắt ở đây các bạn thấy thẹo nó muốn kéo luôn rồi ha, rồi mình nuôi cái này ha, thì nó độ quái quái các bạn, nó thuộc dạng mini ha, nó cao này, sâm núi nha các bạn. Thì các bạn về các bạn bẻ tay mâm nó ra ha. Ồ, cây này thì mình giao lưu với các bạn là 170k luôn ha, 170k, thấy nhỏ chứ già lắm rồi các bạn ơi. Ồ, 170k ha, sâm núi nha các bạn. Rồi qua mã luôn các bạn ơi, cái mã, cái cây cuối cùng, cái cây bông da, bông trang các bạn. Đó, cây trang ha, thì nè cái thân nữa nè các bạn hình dung ha, nó bự, nó bự hơn cái đầu biết viết bích lông nha các bạn. À, nó bằng cỡ gì nè ha. Đó, bạn xem ha, nó đang đi nụ dữ lắm mấy bạn ơi. Nè mấy bạn về thay chậu là bắt đầu nó nụ bông dữ lắm nha. Cây trang đỏ này thì nó xiên bông lắm, mình có một cây á là nó khi mà nó đi bông rồi là bắt đầu nó đi xay 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 luôn, là mấy bạn chơi riết một mâm ở trên đây là bông không luôn ha, cây trang ha các bạn.
Cái này thì mình bán các bạn là 140k ha, 140k. Mình bán là không có bao tiền ship nha các bạn. Nè, thì nụ nè, các bạn thấy nè ha. Nó đi dữ lắm nha nè, nụ nụ dữ lắm nha. Nụ dữ nụ lắm nha. Đầy luôn nha các bạn, nó lên bông được một cái là bắt đầu nó lên đều hết luôn các bạn ơi. Thì nụ dữ lắm nha. Rồi, cái clip tới đây thì cũng xin chào các bạn ha. Chúc các bạn, cô chú, anh chị được sức khỏe.